Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Chắc hẳn ở thời điểm hiện tại rất nhiều bạn đang mong ngóng, mong chờ tới xuất hiện của mẫu xe Honda Winner X năm 2024. Và như rất nhiều các video mình đã chia sẻ rồi, thông qua video ngày hôm nay thì mình sẽ nói rõ về một số nội dung. Vì hiện tại mẫu xe Honda Winner X năm 2024 đã được Honda Việt Nam sản xuất hàng loạt rồi các bạn nha. Chỉ ít ngày nữa thôi, nó sẽ cho ra mắt tới toàn thể khách hàng Việt Nam, đặc biệt là các bạn đang yêu thích tới dòng xe này. Và như rất nhiều các video trước ấy, mình đã chia sẻ cách cụ thể với các bạn cùng tham khảo rồi. Về cơ bản nha, mẫu xe Honda Winner X năm 2024 không thay đổi quá nhiều so với thiết kế của năm 2023, ngoại trừ màu sắc sơn xe cùng một số vị trí như mình đã chia sẻ này. Như là dĩa của xe thì được sơn thành màu đen thành màu trắng này, chuyển đổi giống như phiên bản Winner V1 trước đây. Rồi hệ thống đèn soi biển số phía sau được làm to hơn một chút so với phiên bản của năm 2023 hiện hành. Còn lại mọi thứ đều không thay đổi. Và để các bạn tránh nhầm lẫn các bạn nhé, vì hiện tại rất nhiều người đăng lên những cái hình ảnh của mẫu xe như hệ thống đèn pha cốt phía trên, rồi hệ thống đèn xi nhan ở phần phía dưới giống như phiên bản Honda Winner V1 trước đây. Tuy nhiên hoàn toàn không có điều đó luôn, mà nó vẫn giống như mẫu xe Honda Winner hiện hành. Các bạn có thể lưu tâm, lưu ý, tham khảo cách cụ thể. Với các mẫu xe khác thì đâu đó mình có thể chính xác đến tầm 80-90%. Nhưng với dòng xe Honda Winner thì mình được chia sẻ một cách cụ thể các bạn nha. Với những bạn nào theo dõi hành trình của top 5 với dòng xe Honda Winner này thì các bạn cũng đã biết rồi. Tất cả mọi thông tin mình cập nhật được gần như chính xác đến 100%, ngoại trừ thời gian ra mắt trong thời điểm hiện tại, vì tính bảo mật của Honda Việt Nam đang làm khá là kỹ các bạn nha. Hiện tại như mình đã chia sẻ rồi thì mẫu xe Honda Winner đã được Honda Việt Nam sản xuất hàng loạt. Bởi đây là một cái mẫu xe chỉ là nâng cấp lên một chút thôi, thay đổi đi một chút thôi, ngoại trừ màu sắc và sơn xe thôi, chứ còn không phải thay đổi thiết kế hoàn toàn. Nên nó không phải chạy thử cũng như không phải làm các nội dung khác, mà sẽ tiến hành sau khi được tuyển chọn hàng loạt rồi, tiến hành sản xuất hàng loạt ra và sau đó cho ra mắt khách hàng Việt Nam chúng ta. Chắc chắn thì với những cái thời gian ra mắt sẽ gần thôi, đâu đó vào sang tuần sau hoặc sớm muộn hơn nữa một chút thì có thể là sang tuần sau nữa các bạn nha. Như mình khẳng định các bạn các bạn chờ đợi một chút. Với những bạn nào đang quan tâm, mong ngóng, mong chờ tới dòng xe này, các bạn nên lựa chọn những màu sắc mới, phiên bản mới của năm 2024. Bởi hiện tại trong thời điểm này, theo mình cập nhật được thì số lượng hàng của dòng xe Honda Winner X trong thời điểm hiện tại ở các đại lý nhá, đang gần như đã cạn hàng đi rất khá là nhiều rồi. Đặc biệt là những cái phiên bản tiêu chuẩn không có ABS ấy, thì gần như rất nhiều bạn không thể mua được, còn lại một số phiên bản phanh ABS, đặc biệt là phiên bản cao cấp mà thôi, và đường đua HRC cũng còn vài chiếc, còn lại những phiên bản tiêu chuẩn mà trang bị hệ thống phanh thường thôi, không phải phanh chống bó cứng ABS thì gần như hết hàng luôn các bạn nha. Nên đây cũng là cái lý do để chuẩn bị Honda Việt Nam cho ra mắt phiên bản mới năm 2024. Thêm một điểm nữa ấy, mà mình chưa cập nhật được một cách cụ thể, đó là phía bên trong của mẫu xe, đó là khối động cơ của mẫu xe. Hiện tại thì mình mới chỉ tham khảo được ở phía bên ngoài thôi. Những cái gì nhìn nhận được, có cơ sở được truyền lại thì mình chia sẻ với các bạn cùng tham khảo như vậy thôi. Còn lại phía bên trong thì hy vọng rằng mẫu xe này sẽ được tinh chỉnh lại một chút ở phần khối động cơ. Bởi các bạn biết rồi, những dòng xe vừa mới ra của công ty Honda Việt Nam, như dòng xe Honda Grandpa này, đã giảm mức tiêu hao nhiên liệu xuống rồi, từ 1,9 lít xuống còn 1,72 lít các bạn nha. Rồi mẫu xe Honda Grody phiên bản năm 2024 mới vừa rồi đã chuyển từ 1,7 lít xuống chỉ còn 1,56 lít mà thôi. Và cả hai mẫu xe đó đều hạ trọng lượng của xe nhằm tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thì đây cũng sẽ là một cái lý do Honda Winner X năm 2024 này sẽ được tinh chỉnh lại khối động cơ, cũng như bỏ bớt đi một số nội dung trên xe để tạo dựng cho nó một cái mẫu xe có trọng lượng nhẹ đi một chút, thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó sẽ ok hơn. Bởi hiện tại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là dòng xe Yamaha Exciter phiên bản của Toyota ấy, từ 2,08 lít xuống bây giờ chỉ còn 1,91 lít cho phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp, và 1,99 lít cho phiên bản phanh ABS và phiên bản là giới hạn mà thôi. Các bạn có thể lưu ý như vậy. Nên chắc chắn mẫu xe Honda Winner X phiên bản thế hệ mới V3 này cũng sẽ giảm cái phần mức tiêu nhiên liệu của mẫu xe về đúng quỹ đạo của nó. Trước đây các bạn biết rồi, phiên bản Honda Winner X V2 nó chỉ ăn xăng ở mức là 1,7 lít trên 100 km. Bản thân mình cũng đã trải nghiệm và thấy rằng cái mức tiêu nhiên liệu này là gần ok các bạn nhé. Đi theo nhiều điều kiện địa hình khác nhau thì đâu đó lên vào khoảng tầm 1,8 đến 1,9 lít mà thôi.
Còn hiện tại trong thời điểm này thì công ty Honda Việt Nam đưa ra cái tem giá năng lượng cho phiên bản Winner XV3 ấy là 1,99 lít trên 100 km, gần 2 lít trên 100 km rồi. Nên ấy, nó sẽ giảm xuống để gia tăng thêm cái tính bền vững hơn cho mẫu xe, cũng như tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho mẫu xe. Điều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm nhất khi lựa chọn một mẫu xe nó đã có hệ thống phun xăng điện tử FP rồi thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó ấy, là phải vượt trội hơn cả các bạn nha, để đem những khách hàng Việt Nam chúng ta những cái tính tiện dụng của nó. Bởi giá xăng càng ngày càng tăng cao nên những cái mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc, các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy. Còn trong thời điểm hiện tại thì mình xin phép được chia sẻ mức giá bán của dòng xe Honda Winner X phiên bản V3 năm 2023 để các bạn có thể tham khảo thêm như sau. Hiện tại thì vẫn đang còn hàng, những bạn nào quan tâm với một số màu sắc mà hết hàng ấy hoàn toàn có thể đặt được các bạn nha. Đại lý cũng sẽ gom hàng lại để có thể gửi lên để các bạn có thể có cho mình những cái trải nghiệm ở những phiên bản đó. Hiện tại thì phiên bản tiêu chuẩn không để cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS bao gồm có 3 màu sắc đỏ đen, đen bóng và phiên bản màu trắng đen. Giá bán hiện tại của nó vẫn giữ ở mức là 34 triệu đồng trong thời điểm tháng 12 của năm 2023. Tiếp đến là phiên bản cao cấp trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS bao gồm có các màu sắc nhám như đen nhám, đỏ nhám, bạc nhám. Giá bán hiện tại 37 triệu 500. Tương tự như vậy thì phiên bản đường đua HRC cũng chỉ 37 triệu 500 thôi các bạn nha. Cho những bạn nào quan tâm, cực kỳ là ok luôn. Và thêm nữa là những cái phiên bản là sơn độ 3D hiện tại đại lý vẫn đang còn hàng ở một số đại lý ở khu vực Lai Châu mình, cũng như đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có hai đại lý là ở Lai Châu này và thành phố Hồ Chí Minh với địa chỉ là 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh ấy. Các bạn nào quan tâm có thể sang đó mua. Giá bán của dòng xe Honda Click bên đó còn rẻ hơn rất nhiều so với tại khu vực miền Bắc. Giá bán hiện tại cho sơn zin chỉ từ 33 đến 35 triệu, còn sơn độ 3D các bạn cộng thêm mình khoảng tầm 2 triệu nữa các bạn nha. Còn đối với sơn độ 3D tại khu vực miền Bắc ấy, thì các bạn cộng thêm đâu đó cho mình vào khoảng tầm 3 triệu. Giá bán vào khoảng tầm 37 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản sơn độ 3D không ABS và 40 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản sơn độ 3D có ABS các bạn nha. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Và chúng ta cùng nhau chờ đợi chờ đón thôi. Có thể là ngày mùng 9. Mình có thể nói có thể thôi nhá, nên các bạn có thể lưu tâm ý. Có thể là ngày mùng 9 tháng 12 này sẽ ra mắt mẫu xe Honda Winner X, hoặc chậm hơn có thể lui lại một chút vào thời điểm mà có cái đại hội sự kiện liên minh Winner diễn ra tại khu Bắc Ninh ấy, cũng có thể ra mắt trong thời điểm đó. Tuy nhiên thì đây là một cái mẫu xe chỉ là ra mắt thay đổi màu sắc phiên bản năm 2024 mà thôi, nên nó sẽ không có những cái buổi sự kiện ra mắt hoành tráng giống như một số những cái mẫu xe được thay đổi thiết kế hoàn toàn, nên các bạn có thể lưu tâm lưu ý hơn một chút. Và mình biết rằng ấy, có thể là sớm nhất trong tuần sau thôi các bạn nhé. Cùng nhau chờ đợi chờ đón, mình sẽ liên tục cập nhật, có hình ảnh mình sẽ đăng lên để các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết hơn. Về đại lý cũng sẽ có những cái video so sánh cụ thể với những phiên bản hiện hành để các bạn có thể có cho mình cái nhìn nhận chính xác, vì đây là một mẫu xe cũng rất đáng để quan tâm bởi giá bán của nó rẻ này, trang bị điển hình tiên tiến, đi tour đi phượt rất là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Khối động cơ cũng rất là mạnh mẽ các bạn nha, trang bị thì đầy đủ, đặc biệt là hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Và đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình đã chia sẻ một cách cụ thể thông qua video này để các bạn có thể tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.